Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2023, 75 năm thành lập Ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình, 1948-2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức gặp mặt đội ngũ lãnh đạo cán bộ của ban qua các thời kỳ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Túc, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam Ninh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ của ban qua các thời kỳ, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm ngành tuyên giáo của Đảng, 75 năm ngành tuyên giáo Ninh Bình. Trong đó khẳng định cùng với sự phát triển không ngừng của ngành tuyên giáo cả nước, ngành tuyên giáo Ninh Bình kể từ khi ra đời vào năm 1948 với tên gọi là Ban tuyên truyền cổ động tỉnh, sau đổi tên là Ban tuyên huấn, luôn thể hiện vai trò đi trước mở đường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm ổn định tình hình chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt cho tập thể cán bộ công chức ngành tuyên giáo toàn tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bùi Mai Hoa bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo cán bộ ban tuyên giáo qua các thời kỳ. Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chân thành cảm ơn các đồng chí dù đã nghỉ hưu hay đang công tác trên các cương vị khác nhau, song vẫn thường xuyên quan tâm, theo dõi, động viên và giúp đỡ để công tác tuyên giáo của tỉnh ngày càng phát triển. Được cấp ủy Đảng ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật là tham mưu tổ chức học tập quán triệt sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Đảng, bảo đảm nghiêm túc kịp thời về hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế địa phương đơn vị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch. Công tác thông tin tuyên truyền định hướng chính trị cho báo chí xuất bản được chú trọng, công tác dư luận xã hội được quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, giải quyết kịp thời những băn khoăn, thắc mắc, lan tỏa thông tin tích cực và xử lý thông tin xấu độc. Công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ có nhiều đổi mới sáng tạo. Đồng chí chúc đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục giữ vững niềm tin, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, là lực lượng tin cậy của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, 7 cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành tuyên giáo vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban tuyên giáo Trung ương.